không trồng cây vào đất nhưng lại cho đời những đóa hoa thơm, đó chính là nghề của tôi, nghề giáo viên. Tôi còn nhớ một câu chuyện từ lâu lắm, cách đây 14 năm. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 5 ở cơ sở 77 Tôn Thất Đạm. Lớp tôi có một học sinh chuyển từ Bắc vào. Qua tìm hiểu lý lịch, tôi biết gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, phải sống xa mẹ, nhà nghèo, hai bố con ở trọ trong một con hẻm gần trường. Tên em là Thắng. Thắng khá lặng lẽ và rụt rè, luôn an phận về bản thân của mình. Em khó khăn nhiều trong việc hòa nhập vì giọng nói âm hưởng của vùng quê Bắc Bộ. Còn về học tập, Thắng mất căn bản, làm bài chậm, lại kém tập trung, lại không chịu hợp tác. Mặc dù tôi đã cố gắng giảng riêng cho em, có lúc bực tức, tôi hơi lớn tiếng. Thế là có lần, Thắng vắng học hai hôm liên tiếp, gia đình lại không báo nghỉ. Tôi bồn chồn lo lắng, hay là nó giận cô, hay là nó bị bệnh. Tôi đến tìm, không thấy Thắng ở nhà. Vì thế, chiều hôm ấy, lòng tôi lại thúc giục phải quay trở lại để gặp cho được em. Khi gặp Thắng, tôi cố làm ra vẻ tự nhiên bằng việc hai cô trò ngồi vào gánh cháo lòng vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi đã cảm nhận được sự lo lắng và chán nản của em. Ngày hôm sau, em đến lớp, rồi lại nghỉ, rồi lại đi học. Cái điệp khúc ấy cứ như thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Sau đó, tôi đến nhà bố mẹ ruột của mình bàn bạc về việc cảm hóa và kìm cặp giúp Thắng tiến bộ. Lần thứ ba, Thắng trốn tôi nữa rồi. Lại lần nữa, tôi đến và đứng đợi thằng bé đầu hẻm với tâm thế của một bà mẹ cố gắng giúp đứa con yếu đuối của mình vững tin trên cuộc sống. Thấy tôi, Thắng thoáng ngạc nhiên rồi bỏ chạy. Nước mắt của tôi tuôn trào vì sự bất lực của mình. Tôi đành lủi thủi và chấp nhận sự thất bại. Thật bất ngờ, trong khoảnh khắc đó, Thắng quay lại gọi: "Cô Hoàng Anh, cô Hoàng Anh ơi, cô Hoàng Anh." Nó ôm chầm lấy tôi và khóc. Dù giữa chợ đông đúc người qua lại, còn tôi thì cười hạnh phúc mà chẳng nói được câu nào. Những ngày tiếp theo, sau giờ học, Thắng theo tôi về nhà bố mẹ để phụ đạo kiến thức bị hỏng của em. Ông bà cho em ăn cơm và chuyện trò như một đứa cháu trong gia đình. Có những lần, tôi phải xin ông bà cụ cho Thắng ở lại để em quen dần với việc học tập của mình. Từ đó, Thắng tiến bộ hẳn lên. Thưa các thầy cô, ngày ấy chúng tôi chưa có phương pháp bàn tay nặng bột hay khăn phủ bàn. Tôi chỉ biết xếp Thắng vào một nhóm và luôn thầm quan sát em. Đám trẻ có vẻ không thích. Cô ơi, bạn nói gì thì em nghe không được, không hiểu cô ạ. Một câu nói đơn giản của đám trẻ, thế mà nó làm tôi phải trằn trọc suy nghĩ để tìm ra lời giải thích cho phù hợp. Thế là giờ chơi hôm ấy, tôi gọi cả nhóm ra và kể cho em nghe câu thành ngữ vua xứ Thanh, thần xứ Nghệ. Sau lần ấy, Thắng có vẻ tự tin và bắt đầu mạnh dạn hòa nhập. Em chơi bắn bi, em học nhóm với các bạn. Có lần đi ngang qua, tôi thấy tiếng Thắng lại oang oang kể về các trò chơi và lễ hội của vùng quê mình. Từ đó, đám trẻ có vẻ thần tượng vùng đất Thanh Hóa và thân thiết với Thắng hơn. Mỗi ngày tôi đều gọi em lên phát biểu, Thắng đã biết nán lại, bỏ cả giờ chơi để làm cho xong bài tập. Càng ngày Thắng càng tiến bộ, những kiến thức của em đã được ôn tập đầy đủ, hăng hái hơn trong tiết học. Những điểm 8, điểm 9 bắt đầu rải rác và dài dần lên trang tập của em. Cậu học trò của tôi đã biết đổ mồ hôi loay hoay khi cùng các bạn trong nhóm làm báo tường hay chăm sóc vườn cây. Em đã lấy lại sự hồn nhiên của đứa trẻ lên 10. Chiều về tôi thấy em cởi mở hơn. Cô trò tôi đã chiến thắng một nghịch cảnh sau một chặng đường gian nan. Từng ngày, như con chim non cần mẫn tập truyền canh, cậu học trò của tôi đã hoàn thành chương trình và đã thi tốt nghiệp đạt loại khá. Hai bố con cứ luống cuống nắm tay cảm ơn ông bà cụ và cô giáo. Họ đâu biết, chính họ cũng đã cho tôi một niềm tin vào sự kiên nhẫn, vào kết quả giáo dục bằng tình thương của tình thầy trò. Thắng hứa sẽ cố gắng tiếp tục học tốt và đã thêm một cái bằng tốt nghiệp trung cấp dạy nghề. Cảm động nhất, ngày bố mẹ tôi qua đời, Thắng đã đến và xin được để tang bà cụ và run run với những quả cam vàng trang trọng đặt lên bàn thờ. Khi đó, hai hàng nước mắt của tôi hòa chung một nỗi buồn xót xa khi mất mẹ mãi mãi, với một niềm xúc động khi thấy cậu học trò của mình đã từng bước chững chạc về nhân cách.
Thưa các thầy cô, tôi nghĩ rằng ai trong đời là muốn đi khập khiễng trên con đường kiến thức, nhưng nếu chẳng may học trò mình có yếu kém, xin hãy nâng các em lên như bù đắp thêm cho các em một tuổi thơ tốt đẹp. Tôi xin được làm một viên đá cuội nhỏ nhoi, góp phần xây nên ngôi nhà sư phạm, ngôi nhà mà biết bao thế hệ phải trú chân, nén chặt hành trang kiến thức rồi tỏa đi khắp hướng cuộc đời. Nghề giáo của chúng tôi là nghề cao quý, nên tôi chắc chiêu năm mê của mình là dành hết cho mình một lý tưởng này để mà thành tâm, để mà